chấn động, tử vi tháng 4 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nhận lộc trời ban, bất ngờ trúng số, 100 tỷ cầm tay, đổi đời vinh hoa, giàu sang tột đỉnh. Quý cô bác Bính Ngọ thân mến, Bính Ngọ có thể nghĩ lại chút về quá khứ, ngẫm lại xíu về những điều mình đã lỡ dở. Mỗi chúng ta ở đây chắc hẳn ai cũng có những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đúng không ạ? Thế nhưng cuộc sống chẳng như là mơ, bởi vì mỗi người mỗi một số phận, chẳng ai giống ai. Có người được số mệnh phú quý mà sinh ra đã mang kiếp giàu sang, có kẻ đón người đưa, ở nhà lầu đi xe sang. Thế nhưng, cũng có những người dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể ngóc đầu lên được. Cuộc sống vẫn mãi nghèo khổ bần hèn, thậm chí là còn nợ nần chồng chất. Biết đâu một ngày nào đó thần tài sẽ gõ cửa mà ban cho may mắn mà bất ngờ đổi vận chỉ sau một đêm. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 mà chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này là vượng lộc an khang, công thành danh toại, vượt họa đổi đời trao to. Quý vị có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình giải đáp cho quý tín chủ trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Quý cô bác Bính Ngọ thân mến, nhiệm vụ trong một kiếp nhân sinh của Bính Ngọ không phải là chịu đựng và chỉ biết sống một cách mờ nhạt. Nhiệm vụ của Bính Ngọ là có một đời rực rỡ, sống với những nhiệt huyết, cống hiến bền bỉ trong khả năng của bản thân, có một chút lòng nhân, có một chút lòng trắc ẩn, vui một xíu, cười lên một tẹo và làm tất cả mọi thứ với một cá tính, một phong thái, một cái chất riêng biệt của bản thân mình. Có câu nói rằng, thế giới này không chỉ có mỗi nắng và cầu vồng, nó có những thời khắc tăm tối, có những phút giây mỏi mệt. Nó sẽ tìm cách hạ gục Bính Ngọ, khiến Bính Ngọ phải quỳ xuống dưới những gánh nặng đan xen. Không có gì ngạc nhiên về việc cuộc đời sẽ vất vả đôi khi, và lắm lúc Bính Ngọ sẽ chán nản đến cùng cực. Vấn đề không phải là cuộc đời hành Bính Ngọ đến mức nào, vấn đề là ở chỗ cách Bính Ngọ lựa chọn đối diện với mọi khó khăn. Thời điểm Bính Ngọ lựa chọn kiên cường và thời khắc Bính Ngọ duy trì bản tâm để tiếp tục hiên ngang bước về phía trước. Bính Ngọ 1966 là những người thường có tư duy mẫn tiệp, tính tình rộng mở, Bính Ngọ dễ đón nhận các tư tưởng mới, chứ không cố chấp đi theo lối mòn cũ. Sự thành công từ tuổi này đến từ tính cách dễ thích ứng, ở tròn thì tròn, mà ở ống thì dài. Nếu là nhà tạo mẫu, Bính Ngọ sẽ là nhà tạo mẫu bắt kịp xu hướng thời trang sớm nhất. Nếu là dân kinh doanh, Bính Ngọ sẽ là con buôn nắm bắt các sản phẩm gây tiếng vang tốt nhất. Nếu là dân văn phòng, Bính Ngọ sẽ là người tinh thông các câu chuyện bên lề về các sếp nhanh nhất. Nhìn chung, sự dễ thích ứng của Bính Ngọ để họ không bao giờ lỗi mốt và luôn theo kịp thời đại. Trong xu thế hiện tại, đi đầu đã là thắng cuộc ở một điểm nào đó, hành nội chi mã. Con ngựa hay nghi vấn về hướng đi mình lựa chọn, đây là con ngựa tài lộc đủ đầy, nhưng cá tính nóng nảy, cố chấp, bảo thủ, cần chú trọng tự kiểm điểm thì mới dễ thăng tiến thành công. Trong bản mệnh của Bính Ngọ tiềm ẩn hai nhược điểm lớn cản trở họ đến với thành công là sự nóng vội, nhanh nóng, nhanh lạnh, cáu đấy rồi quên ngay khi sự việc trôi đi. Vấn đề là rất ít Bính Ngọ nhận ra nhược điểm này trong tính tình của mình. Diễn biến của tính cách này sẽ là sự cả thèm chóng chán, dễ bỏ ngang việc khi kết quả không được như ý muốn. Bính Ngọ cũng là người dễ bực tức khi tốc độ hoàn thành công việc của người khác không kịp đáp ứng kịp tốc độ của bản thân mình. Là việc có nhiều tài năng tiềm ẩn, dễ bắt kịp với nhiều đường đi khác nhau của cuộc sống, sẽ khiến Bính Ngọ do dự và khó đưa ra các sự lựa chọn đúng. Vậy nên, nửa đời đầu của Bính Ngọ thường vòng vo không rõ mục đích. Tuy nhiên người tuổi này chỉ cần chọn đúng đường và kiên trì theo hướng đi đấy thì thành công sẽ đến rất nhanh, hầu như không thể cản phá. Trong thế giới nội tâm, Bính Ngọ là người khó đoán, bản mệnh của họ là người khéo khen người khác, dễ nói những lời hay ý đẹp để làm vừa lòng, nhưng không phải nịnh bợ thô thiển. Vậy nên Bính Ngọ có rất nhiều Bính Ngọ hòa đồng và vui vẻ, nhưng tri kỷ và tâm giao thì rất ít. Đôi khi gặp những chuyện Bính Ngọ sẽ chỉ biết ôm hận một mình mà không biết kể lể cùng ai. Tính cách nóng nảy của Bính Ngọ cũng đem đến sự thị phi không đáng có. Tuy nhiên đừng phán xét Bính Ngọ quá nhiều, rất ít người tuổi này có tính cách thâm trầm và nham hiểm. Đơn giản là vì họ ứng với câu thẳng như ruột ngựa, khó chịu là bộc lộ luôn ra mặt. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch, vận trình của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 này có tốt, có xấu.
trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ. Vì vậy mà Bính Ngọ làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tránh hành động theo cảm tính, kẻo có thể gặp phải rắc rối bất ngờ. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, Bính Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết nên công việc nào cũng tiến triển suôn sẻ ngoài dự kiến. Tuy nhiên, khi gặt hái được thành công, Bính Ngọ vẫn cần khiêm tốn, biết mình biết ta, chớ khoe khoang tự phụ mà gặp rắc rối khôn lường. Chuyện làm ăn cũng có những tiến triển khá tích cực. Bính Ngọ chăm chỉ, cần mẫn làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ nên đồng tiền cũng chảy về túi nhiều hơn. Tháng này có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác triển vọng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, Bính Ngọ cần chuẩn bị sẵn các yếu tố nhân lực, vật lực để nắm bắt bất cứ lúc nào. Phương diện tình cảm có Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, Bính Ngọ dễ nhận được sự chú ý hoặc lời bày tỏ làm quen từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Bính Ngọ vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định, tránh để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Xét về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, tháng mới người tuổi Bính Ngọ có vận trình sự nghiệp diễn ra tương đối tốt. Các hạng mục công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù cũng gặp không ít khó khăn, nhưng cũng được hoàn thành nhanh chóng nhờ sự đoàn kết của bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Tháng 4 âm lịch này, bản mệnh tuổi Bính Ngọ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhờ thế mà bạn cảm thấy quyết tâm và tự tin hơn. Bản mệnh tự tin nêu ý kiến trước tập thể, nhờ đó nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch bạn cũng cần phải căn cứ vào thực tế nhiều hơn, bản mệnh không nên đặt ra những mục tiêu viển vông. Vì như vậy chỉ tạo áp lực cho chính bản thân mình, chứ không thể giúp cho bản thân đạt được thành công như dự kiến. Tháng mới này, làm việc gì thì người tuổi Bính Ngọ cũng phải nhớ ý thức được vị thế và tiềm năng của mình. Không nên chạy theo xu hướng, khi nào phát huy được thế mạnh thì bạn mới xác lập được chỗ đứng cho mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên bản mệnh tuổi Bính Ngọ hãy kiên trì trước những khó khăn và thách thức, không nên sợ vất vả. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết cho công việc thì thành quả bạn gặt hái được lại càng đáng mừng. Trong việc hợp tác làm ăn, bản mệnh tuổi Bính Ngọ nên hợp tác với tuổi Dần và Canh Tuất. Hai tuổi này rất tương hợp với tuổi Bính Ngọ trong đường tài lộc. Vì thế nên chọn hai tuổi này để hợp tác thì công việc sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vang dội, nhiều tài lộc thu về. Tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch nói về quý nhân phù trợ của 12 con giáp cho thấy sự cần mẫn chậm mà chắc của tuổi Bính Ngọ đều kết hợp được với sự thông minh nhanh nhẹn của tuổi Tuất và tuổi Dần sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng 4 âm lịch này, người tuổi Bính Ngọ có con đường tài lộc cũng khá tươi sáng. Bản mệnh có thể thu về một khoản tiền súng xính nhờ công sức của mình, cục diện tam hội, giúp các kế hoạch làm ăn hợp, tác đầu tư của mệnh chủ diễn ra suôn sẻ. Đáng mừng hơn là trong tháng này, nhờ quý nhân dẫn đường, chỉ lối mà người tuổi Bính Ngọ có thể gặp được đối tác có chung mục tiêu và rất đáng tin cậy. Nhờ thế mà chuyện to, việc lớn gì cũng trở nên hanh thông, thuận lợi, giúp tiền đổ về túi ầm ầm. Có điều, trong tháng mới này, nếu người tuổi Bính Ngọ nếu có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó, thì gia chủ không nên quá vội vàng. Hãy cân nhắc, tìm hiểu thông tin cẩn thận với các yếu tố tác động cũng như khả năng của chính mình để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Bính Ngọ hạn chế chạy theo số đông vì việc đó chưa chắc đã phù hợp với bản mệnh. Hãy phát huy thế mạnh của mình, chậm mà chắc nếu như muốn tìm chỗ đứng trên thị trường. Đối với những tuổi Bính Ngọ làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân, bản mệnh có một nguồn thu kha khá từ nguồn lương chính của mình. Ngoài ra, người tuổi Bính Ngọ là người chăm chỉ, cần cù, hoàn thành xuất sắc công việc được giao, các khoản thưởng nóng được cấp trên dành cho bạn là hoàn toàn xứng đáng. Đây là lời động viên tuyên dương của lãnh đạo đối với bạn để khích lệ tinh thần, để bản mệnh có thể tiếp tục cố gắng nỗ lực và cống hiến cho tập thể. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong tháng 4 âm lịch thì vận trình nghiệp và tài lộc của người tuổi Bính Ngọ có sự phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì lại không được suôn sẻ như ý muốn. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình, có lẽ bản mệnh sẽ đều phải đối diện với nguy cơ hoặc là những tổn thương nhất định. Người đã có đôi, có cặp, vợ chồng
không tránh được có những lúc mâu thuẫn, ý kiến với nhau, bản mệnh không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Có gì khó chịu thì nên ngồi lại bình tĩnh và trao đổi với người ấy, có như vậy mới tìm được hướng giải quyết. Còn nếu như bản mệnh tuổi Bính Ngọ luôn cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương, thì đôi bên rất dễ nặng lời gây tổn thương cho nhau. Khi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn thận trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của mình. Bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân, giữ khoảng cách với người khác giới, quan hệ xã giao rộng rãi đến mấy thì cũng nên giữ giới hạn, đừng vì ham vui mà khiến những người thân trong gia đình phải chịu tổn thương. Đối với người độc thân, trên thực tế các mối quan hệ xã giao giúp cho mệnh chủ quen biết với không ít các đối tượng khác giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng tin cậy, bản mệnh không nên vội vã nghe theo lời ngon, tiếng ngọt của người chưa hiểu rõ, kẻo chuốc lấy tổn thương. Một số người độc thân cũng không nên đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn quá cao, những hình mẫu thiếu thực tế cho việc lựa chọn nửa kia. Trên đời này, không có ai là người hoàn hảo, chính bản mệnh cũng như vậy. Vì thế hãy chọn người chân thành với mình chứ đừng mơ mộng thái quá nhé. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 4 âm lịch này cho thấy do chịu tác động của Bạch Hổ hung tinh nên tháng này sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu suy giảm. Tháng này, người tuổi Bính Ngọ cần chú ý khi tham gia giao thông cũng như khi vận hành máy móc, hạn chế những sự cố đáng tiếc gây bất ngờ xảy ra, gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, người tuổi Bính Ngọ cũng cần phải hạn chế làm việc quá sức, nếu như cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì bạn nên đi khám chữa ngay. Nếu có bệnh, không nên để lâu, bệnh càng thêm nặng, vừa khó chữa, vừa tốn tiền, thậm chí phải động đến dao kéo. Bản mệnh tuổi Bính Ngọ cũng cần điều chỉnh việc rèn luyện hô hấp và khí bên trong thân thể, hoạt động hô hấp của mỗi người đều do cá nhân tự chủ. Nhưng thông qua rèn luyện hô hấp có thể kiểm soát được dòng khí trong cơ thể, đây là biện pháp dưỡng tâm và phát huy tác dụng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi. Dung mạo của con người, việc khí thịnh hay suy có ảnh hưởng đến sắc diện. Chẳng hạn như khí thịnh thì sắc mặt sẽ sáng sủa, có thần thái, có thể khiến sắc mặt trở nên trẻ đẹp hơn, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, đạt được hiệu quả hơn cả việc sử dụng mỹ phẩm. Cụ thể tử vi chi tiết cho từng tuần như sau, cô bác hãy chú ý xem kỹ video để biết được vận trình hung cát và đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào để có kế hoạch cho tháng mới này nhé. Tử vi tuần thứ nhất, tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 4 âm lịch này, dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hội, người tuổi Bính Ngọ hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, Bính Ngọ thậm chí còn gặt hái được thành công đạt được điều mà mình mong muốn. Con giáp này vốn là người nhiệt tình, cởi mở nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi, hài hòa. Bính Ngọ bắt tay vào làm công việc gì cũng có người sẵn sàng giúp đỡ chỉ điểm. Chính vì vậy mà Bính Ngọ không tốn nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà kết quả thì hơn hẳn người khác. Những ai làm việc chăm chỉ, không ngại khó, không ngại khổ cũng nhận được sự công nhận và đánh giá cao của lãnh đạo. Đối phương sẽ cho Bính Ngọ nhiều cơ hội tham gia các lớp học bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoặc giao cho Bính Ngọ nhiều công việc quan trọng để rèn luyện và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Quan khuyên Bính Ngọ dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, Bính Ngọ cũng cần phải giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi mọi người xung quanh. Nếu Bính Ngọ khoe khoang tự phụ thì dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ khiến người khác chê cười. Căn cứ tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ cũng có những bước tiến đáng mừng trong thời điểm này. Bính Ngọ có một túi tiền khá rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, không cần tính toán quá nhiều. Với người làm công ăn lương, Bính Ngọ chăm chỉ làm việc, khẳng định được bản thân, nên ngoài lương cứng không thể thiếu các khoản thưởng nóng. Đây chính là động lực để Bính Ngọ tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Với người làm kinh tế, Bính Ngọ chăm chỉ với các dự án, kế hoạch của mình, thậm chí làm việc ngay cả khi người khác nghỉ ngơi nên đồng tiền chảy đều đều vào trong túi. Thu nhập tăng lên đáng kể, tam hội cho thấy đây là thời điểm thích hợp để Bính Ngọ ký kết hợp đồng với đối tác. Nếu thấy đối phương là người đáng tin cậy, đôi bên có nhiều quan điểm và mục tiêu chung thì hãy nhanh chóng bắt tay thực hiện kế hoạch kiếm tiền. Đôi bên hợp tác ăn ý sẽ khiến đồng tiền chảy về túi nhiều hơn cả dự tính. Ngoài ra, Bính Ngọ cũng có thể đưa ra quyết định mở rộng quy mô buôn bán trong tuần đầu tháng này, dù Bính Ngọ sẽ phải khá vất vả. Làm ngoài giờ nhiều, nhưng Bính Ngọ sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả do công sức lao động của mình mang lại. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy, phương diện tình cảm của người tuổi Bính Ngọ có tốt có xấu, vì vậy Bính Ngọ cần chú ý cách hành xử của bản thân.
và cẩn thận trong từng quyết định tình cảm, nếu không dễ đẩy mình vào cảnh thị phi hoặc vướng vào các mối quan hệ phức tạp. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ nhìn chung không có gì đáng lo trong tuần đầu tháng 4 âm lịch này. Tuy nhiên Bính Ngọ không nên bắt mình làm việc quá sức, thậm chí quên ăn quên ngủ, gây tổn hại đến sức khỏe về lâu về dài. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Thìn, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, nâu, con số may mắn, 45, 57, 86. Tử vi tuần thứ 2, tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần thứ 2 của tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch, con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí, nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng, tuần này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể coi là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Có lục hợp quý nhân độ mệnh, giúp tuổi Bính Ngọ có nhiều sự phù trợ trong tuần này, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bính Ngọ sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm, đó cũng là điều dễ hiểu khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của Bính Ngọ vào lúc này. Bên cạnh đó, tuần thứ hai này còn có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan chủ về chức vụ, nên sẽ có nhiều cơ hội để Bính Ngọ có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc Bính Ngọ chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, tuổi Bính Ngọ còn có thêm các phúc tinh cao chiếu như sao Thái Dương và Thiên Ấn, nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều nhưng bên cạnh đó Bính Ngọ cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, Bính Ngọ cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí Bính Ngọ còn thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, với đà công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều cát tinh giúp sức, tài lộc của người tuổi Bính Ngọ có điểm sáng bất ngờ trong tháng. Trong tuần thứ 2, tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có Thái Dương và Thiên Diêu hỗ trợ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài, đặc biệt, việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. Tuần này Bính Ngọ càng chủ động càng dễ gặp may, nhờ sự quyết đoán dám làm dám chịu, những chú ngựa thể hiện sự xông xáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn, quyết định nhanh gọn, giúp Bính Ngọ dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh, còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, mọi dịch vụ đều tăng, là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều, đây chính là tình hình tài chính của Bính Ngọ xuyên suốt cả tháng. Bính Ngọ có thể coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả, nhưng cũng không nên vung tay quá chán, kẻo rất dễ xuất hiện hiện tượng phá tài. Bính Ngọ vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Tuần thứ 2 tháng 4 âm này, tuổi Bính Ngọ có sao đào hoa là Thiên Diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp Thái Tuế nên nhân duyên rực rỡ. Nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn mà còn giúp chuyện tình cảm gia đình có khởi sắc. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy Bính Ngọ vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện mang tới các tin vui trong công việc, nhưng đồng thời nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay, ôm đồm cùng lúc quá nhiều thứ nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó, làm gì Bính Ngọ cũng cần đạt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Quý nhân, Thìn, Dậu, tiểu nhân, Dần, Hợi, màu sắc may mắn, hồng, cam, con số may mắn, 46, 38, 56. Tử vi tuần thứ 3, tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần thứ 3 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có những thuận lợi và khó khăn nhất định khi bước sang tuần mới.
Những tín hiệu tích cực đến với Bính Ngọ sau một quá trình nỗ lực và theo đuổi mục tiêu bền bỉ nhưng vận trình trong cát tàng hung. Bên cạnh đó, vẫn còn những biến động khó lường mà Bính Ngọ không thể chủ quan. Cụ thể, tuần này Bính Ngọ được Nguyệt Lệnh Đế Vượng phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ, thêm tả phù cát tinh nhập mệnh. Thời gian này Bính Ngọ còn có thể được quý nhân dìu dắt, từng đường đi nước bước đều sẽ thêm phần chắc chắn, đầu óc mở mang, Bính Ngọ đưa ra nhiều ý tưởng mới. Thời gian này Bính Ngọ cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng, Bính Ngọ cũng sẽ có những quyết định khá táo bạo, nhưng hứa hẹn đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Đây có thể coi là một bước đi mạo hiểm của Bính Ngọ, nhưng Bính Ngọ sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thật may vì kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất thì bước đầu đã chứng tỏ Bính Ngọ đi đúng hướng, các kế hoạch đề ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay lập tức. Thông qua đó Bính Ngọ sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao, hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa, chớ vội hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm, thành công của Bính Ngọ đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức. Bất công không ngờ tới, dường như những bước tiến thuận lợi của Bính Ngọ trong thời gian này vô tình biến Bính Ngọ trở thành cái gai trong mắt những kẻ ganh ghét, bụng dạ hẹp hòi. Do đó, bản mệnh làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng thể hiện quá mức rồi biến bản thân thành kẻ ngạo mạn, khoe mẽ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung, đây sẽ là một tuần mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì Bính Ngọ sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Tử vi tài lộc tuần thứ 3 tháng 4 năm 2024 của tuổi Bính Ngọ cho thấy, con giáp này gặp những khó khăn nhất định trong việc kiếm tiền. Dù Bính Ngọ vẫn có cơ hội làm giàu, nhưng nguy cơ mất tiền mất của cũng luôn hiện hữu. Tuần này Bính Ngọ bị kiếp tài cản trở. Tiền của được nhiều mà mất cũng nhiều, lại thêm thiên cầu đe dọa, tiểu nhân thường xuyên quấy phá hoặc giở trò cạnh tranh không lành mạnh. Nguyệt Lệnh Đế Vượng xuất hiện giúp việc buôn bán kinh doanh có lãi, thậm chí nhiều thời điểm lợi nhuận đổ về ào ào khiến Bính Ngọ choáng ngợp. Tuy nhiên, cũng chính thế mà Bính Ngọ có phần suy nghĩ quá mức lý tưởng, viển vông, nhất là khi thấy người khác kiếm tiền ngon ăn, Bính Ngọ lập tức nhảy vào làm theo. Thiếu thực tế từ suy nghĩ cho đến cách làm nên khả năng thất bại là khá cao, làm giàu chưa bao giờ là việc dễ dàng, Bính Ngọ nên thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy cố gắng trang bị thêm kiến thức cho mình, đặc biệt là trong đầu tư kinh doanh, kinh nghiệm xương máu sẽ giúp Bính Ngọ tránh rơi vào tình trạng thua lỗ khó kiểm soát. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng cần phải đề phòng kẻo dính dáng tới kiện cáo luật pháp trong khoảng thời gian này, đừng tham lam lợi lộc mà tìm cơ lách luật, khả năng bị tóm là khá lớn, lúc đó người thì trong vòng lao lý mà tiền bạc có kiếm được bao nhiêu cũng chẳng được mang theo. Nhờ ngũ hành tương sinh độ mệnh, chuyện tình cảm của Bính Ngọ trong tuần thứ 3 tháng 4 âm khá bình ổn, đặc biệt, những mối quan hệ tình cảm thân thiết sẽ càng được nâng cao ở thời điểm này. Khi bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong tuần thứ 3 này dù không quá xấu, nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do Bính Ngọ xuất hiện tình trạng lao lực bởi công việc bận rộn. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số may mắn, 39, 58, 62. Tử vi tuần thứ 4 tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch, con giáp này may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng. Đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp, công việc dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó. Mở ra nhiều cơ hội thăng tiến thành công, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lại thêm cả cát tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình, nhiều cát tinh vây quanh. Gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng nữa, bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi, nhiệt tình xông xáo trong công việc. Thời điểm này, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, sức sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho Bính Ngọ những thành công bất ngờ, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu đừng bỏ cuộc giữa chừng. Chắc chắn Bính Ngọ sẽ gặt hái thành quả tốt, sự chủ động trong tuần cuối cùng của tháng 4 âm này sẽ giúp Bính Ngọ gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên, đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần Bính Ngọ muốn thì có rất nhiều cách, hãy cứ tự tin vào năng lực và những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được và đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì, vận khí đang lên, Bính Ngọ cần tích cực vươn lên chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của Bính Ngọ. Đặc biệt,
Với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, bản mệnh nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình. Xông xáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Dù vậy, Bính Ngọ vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc. Hãy tranh thủ cơ hội thể hiện bản thân và sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời nếu được người khác hỗ trợ, đừng quên tỏ thái độ trân trọng sự giúp đỡ ấy. Theo dõi tử vi tuần cuối của tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, không chỉ công việc, phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho Bính Ngọ. Việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài. Điều đó cho thấy tuần cuối này chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài, do công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc, việc kinh doanh túc tác vẫn có khoản thu về đều đặn. Song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, Bính Ngọ nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Kinh doanh buôn bán cần phải xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ rất có lợi cho Bính Ngọ trong giai đoạn này. Lục hợp cũng giúp Bính Ngọ mở rộng một số mối quan hệ xã giao tốt cho việc hợp tác làm ăn. Nhưng vì lòng người đa đoan khó đoán, Bính Ngọ vẫn nên thận trọng khi kết giao, nên tỉnh táo để tránh bị lừa gạt. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Theo tử vi tuần cuối tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, đường tình duyên của người tuổi Bính Ngọ có sự thay đổi tích cực, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu. Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Bính Ngọ trong tuần cuối tháng 4 năm âm lịch được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Quý nhân, Tỵ, Dậu, tiểu nhân, Dần, Thìn, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số may mắn, 46, 28, 30. Quý vị thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Ngọ là ngày nào? Và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé! Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 2 âm lịch. Tuy không nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ, gia đình, gia tộc, nhưng lại có quý nhân vận cực kỳ tốt, thường xuyên có bạn bè che chở và ủng hộ nên vững bước thành công, sự nghiệp rộng rãi. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 6 âm lịch. Mệnh có tài khố, chủ về nắm vững tài chính, có khả năng quản lý tài sản, đắc tài, đắc lộc, dư giả giàu có, vận may lâu dài, một đời không lo cơm áo gạo tiền. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 9 âm lịch. Thông minh lanh lợi, có năng lực và tài nghệ nổi trội, đặc biệt là tài văn chương. Nếu tiến công theo con đường học vấn chắc chắn sẽ hưởng vinh hoa phú quý, rạng danh. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 10 âm lịch. Đa tài, đa nghệ, nổi tiếng vang danh. Sự nghiệp mỹ mãn hài lòng không có gì phải nghĩ ngợi, thành tựu và dấu ấn cuộc đời khiến người khác ngưỡng mộ. Người tuổi Ngọ sinh ngày 13 âm lịch. Tướng mạng đoan chính, tính cách thành thật và tốt bụng, làm việc kiên trì, chăm chỉ, tới nơi tới chốn nên rất được tín nhiệm, giao trọng trách lớn có nhiều thành công. Người tuổi Ngọ sinh ngày 14 âm lịch. Thân thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa nhã nhặn, biết lễ nghĩa, coi trọng đạo lý, giữ chữ tín, sự nghiệp hanh thông, có chức có quyền, mệnh chủ về lãnh đạo và dẫn dắt. Người tuổi Ngọ sinh ngày 19 âm lịch. Thông minh sáng dạ, là nhân tài xuất chúng có sự nghiệp vang dội, thành công hiền đạt, danh tiếng vang xa, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, là người phụ nữ khiến nam giới phải kính nể. Người tuổi Ngọ sinh ngày 20 âm lịch, có mệnh mang phúc, tướng mạo tràn đầy quý khí, con cháu đông đúc, hậu nhân giỏi giang sống lâu trường thọ, gia nghiệp thịnh vượng, có tài có thế, một đời phú quý, cuộc đời toàn vẹn không có một điểm nào cần nghĩ ngợi lo lắng. Quý vị thân mến, tuổi Xế Chiều là giai đoạn quan trọng của cuộc đời, đồng thời cũng là thời gian đầy thử thách và biến động. Đối với nhiều người, cuộc sống ở tuổi già không hề thuận buồm xuôi gió mà đầy rẫy những bất ổn và khó khăn. Trong những năm cuối đời chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức tiềm ẩn. Nhưng chúng ta có thể đương đầu và giảm thiểu những vấn đề này nhờ thái độ tích cực lạc quan và một trái tim biết ơn. Người cao tuổi thường được xem là chứng nhân của thời gian, là trụ cột của gia đình. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng cao, cuộc sống sau này của nhiều người có tuổi lại đầy đau khổ, bất lực. Chính xác thì điều gì đã dẫn đến kết quả này? Có lẽ câu trả lời nằm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi còn trẻ chúng ta thường nghĩ mọi thứ đều có thể. Nhưng sau 60 tuổi mới nhận ra rằng,
có nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Đối với những người lớn tuổi không có kế hoạch và tích lũy kịp thời thì những năm cuối đời có thể gặp nhiều khó khăn, bởi mọi thứ đều là vòng luân hồi nhân quả, luôn có lý do khiến một người sống không hạnh phúc trong những năm cuối đời. 1. Sức khỏe xuống dốc. Khi tuổi tác ngày càng tăng, sự xuất hiện của nhiều loại bệnh tật và các vấn đề sức khỏe mãn tính có thể khiến người cao tuổi mất đi sự độc lập, tự chủ, thậm chí phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, con cháu, họ hàng, hàng xóm. Điều này không chỉ gây đau đớn về cơ thể mà còn có thể khiến người cao tuổi cảm thấy bị bỏ rơi, đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. 2. Các mối quan hệ gia đình tuy gần mà xa. Những thay đổi của xã hội và mỗi người một cuộc sống riêng khiến mối quan hệ gia đình ngày càng phức tạp, con cái bận rộn công việc mà lơ là không ở bên chăm sóc cha mẹ. Vợ chồng mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt dẫn đến rạn nứt quan hệ, anh chị em bất hòa trong việc phân chia tài sản hoặc các vấn đề khác. Những điều này đã gây ra tâm lý rất lớn, đau khổ cho người cao tuổi, căng thẳng khiến họ cảm thấy cô đơn lạc lõng trong những năm cuối đời. 3. Không có sự chuẩn bị cho tuổi già. Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng tương lai còn rất dài, vấn đề hưu trí còn quá xa vời nên bỏ bê việc lập kế hoạch cho tuổi già an yên, sung túc. Nhưng trên thực tế, quan niệm này mang đầy rủi ro, bởi thời gian sẽ trôi qua một cách tàn nhẫn, cơ thể và năng lượng sống sẽ bắt đầu suy giảm sau tuổi già. Tư duy không thể theo kịp tốc độ chóng mặt của thời đại, khiến cuộc sống những năm sau này trở nên khó khăn và lụi tàn. 4. Không trân trọng các mối quan hệ. Cô đơn là chuyện không tránh khỏi. Có người khi còn trẻ đã cống hiến rất nhiều cho công việc và gia đình, nhưng lại lơ là việc giao tiếp tiếp xúc với người thân, bạn bè. Họ dành phần lớn thời gian và sức lực của mình cho công việc mà quên mất tầm quan trọng của việc dành thời gian cho cha mẹ, bạn đời và bạn bè. Tuy nhiên, trong những năm cuối đời, họ có thể cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì những thành tựu trong sự nghiệp không thể lấp đầy khoảng trống trong các mối quan hệ của họ. Hãy học cách dùng chân thành đổi chân thành để mối quan hệ có thể bền lâu. Dù không có tiền nhưng bạn vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc miễn là có bạn bè. Không có tiền đã khổ, mà không có cả bạn bè lại càng khổ đau hơn. Mỗi hành động trong nửa đầu cuộc đời sẽ quyết định hạnh phúc hay bất hạnh của bạn trong nửa sau cuộc đời. Vì vậy, hãy thay đổi ngay từ bây giờ. Mọi thứ vẫn còn kịp, mất bò mới lo làm chuồng, nhưng ít ra còn có chuồng để mua bò mới về mà nuôi. Chỉ bằng cách suy ngẫm và thay đổi, chúng ta mới có thể có được hạnh phúc và sự hài lòng thực sự, gác lại những tiếc nuối trong quá khứ, từ nay nhìn lại cuộc sống, trân trọng từng ngày, chăm sóc bản thân, chia sẻ hạnh phúc, tình yêu thương với gia đình, bạn bè để sau này chúng ta có thể sống trọn vẹn và tươi đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý cô bác tuổi Bính Ngọ. Từ đó quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.